chẳng nên thơ cùng bạn bè. Khát khao niềm tin trong tim mọi người, dựng xây một quê hương mới tràn đầy những ước mơ và những nụ cười. Kính thưa quý vị, không thể khác hơn được cảm xúc của chúng tôi bây giờ khi nhìn những quang cảnh này. Đó là cuộc sống ở nơi đây sao mà vẫn còn nhiều tạm bợ đến như thế. Cái tên gọi nơi này là Hồ Tôm đã có từ cách đây rất là lâu lắm rồi, từ nhiều chục năm nay rồi. Người dân ở đây vẫn quyết bám trụ, bám đất, bám làng và giữ lấy nghề truyền thống của mình, đó là nuôi tôm. Nhưng mà ở khu vực này cách đường lộ khoảng 2 km thì chúng ta vẫn thấy cuộc sống ở đây vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ gia đình của một nhân vật trong chương trình kỳ này. Chúng ta sẽ cùng đến tìm hiểu và sẻ chia với cuộc sống của họ. Vomina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Cảm ơn. Bác, con rất muốn giúp bác gánh 10 đôi một lúc, nhưng mà bụng con bự hơn thùng gánh mà không nổi. Ây da, hai thùng làm đỡ đúng không? Đi về nhà bác. Anh Quang. Hả? Trời ơi, có thể xách nước hả? Con chào bác. Dạ, con tới từ chương trình của nhà mưa. Bác. Con bác cho chợ đây. Dạ, ngoài xách nước dùm cho hai bác hả? Trời ơi, em, anh thấy xa không? Xa. Này đi xa. Đi gánh nước ngọt thì xa. Xa lắm mới viết túi cái kia. Còn đây nè, nước mặn không à. Ủa nhưng mà sao tới đây trước hay quá vậy? Thì có hẹn với thị trước rồi. Biết luôn. Tới không có thị, biết nhà vô trước coi giúp được gì bác thì giúp. Dạ. Mà ủa nhưng mà nhà có con trai mà anh? Con trai hả? Nhà hai bác nghèo mà còn nhiều cái ngặt lắm. Đi vô nhà rồi biết. Đi anh xách này đi. Đây, anh gánh cho. Đây. Ráng nha. Ừ, được mà. Đây, dìu hai bác vô đi em gái. Đi. Thì ơi, tới nhà bác rồi kìa. Đây, vô. Rồi. Thì đây, để đây mình, đi. Mình để tạm ở đây. Dạ, dạ. Đồ, trong nhà rồi, mình ra mình xử lý tiếp. Rồi, vô. Đi. Vô nhà bác. Đây là Quang, con trai út của hai bác trong gia đình. Quang năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Quang bao nhiêu tuổi rồi? Con không biết nói à. Không nói được. Năm nay Quang là 20 tuổi rồi. 20 tuổi. Quang... Hồi nãy Quang nói nghèo mà ngặt á. À... Tức là em này không bình thường. Không học hành, không có làm việc gì giúp được cho bác không? Không. Nhưng mà em, mình nói vậy em có nghe được không ạ? Nói nghe được. Em có làm giúp được gì cho mẹ không? Hả? Không nghe được luôn á. Dạ. Nhưng mà Quang còn người anh nữa. Con còn người anh đi biển rồi. Tên Thành đi biển rồi. Là nhà bác có hai đứa con trai thôi đúng không? Rồi Thành đi là như vậy lâu chưa ạ? Nó đi 15 này. 15 là nay là 23. Dạ. 8 ngày. 8 ngày. Mà thường thì Thành đi bao lâu mới về bác? Đi khoảng 10 vào. 10 ngày mới vào. Vậy còn 2-3 ngày nữa thì Thành vào. Mùng 10 là mùng 10 tháng sau á. Là đi rằm mà tới mùng 10 tháng sau, nghĩa là 25 ngày mới vào. Nhưng mà Thành anh của Quang á thì nó cũng bình thường hay sao bác? Con nó cũng không được bình thường. Vậy thì đâu có ai giúp được gì cho bác. Rồi bác trai có sức khỏe tốt không ạ?
bác trai điều sức khỏe cũng không được tốt, cứ bệnh tật suốt. Dạ. Vâng. Là lại giờ lại thăm lại không đi được. Thăm nữa. Đi xong như thế nào ạ? Bình thường, cái này là lúc này là bác đang bình thường, đang khỏe hay là lúc bác đang bị? Khỏe. Đang khỏe thì không bị, còn nếu nếu lúc bị thì chân sẽ như sưng lên hả bác hay sao? Vâng. Mà bị là bị sưng cả cả người, cả chân rồi là cả mặt lên. Dạ. Rồi vậy không không cũng coi như kinh tế trong gia đình là một mình bác gái làm hết. Vâng. Nhưng mà thường ngày bác làm cái gì ạ? Bác cũng đi cái giày cũng yếu chẳng chả làm cái gì, có các cơm á lại lấy một bịch bà làm. À cái bác trai cũng có làm phụ với vợ. Dạ. Nhưng mà các cơm đó mình làm sao đó? Cắt đầu. Cắt đầu à? Thì mình ăn gia công theo ký hay sao? Vâng, làm theo ký. À, một ký gì bác được bao nhiêu tiền? Một ký là được 2.500. 2.500. Vâng. Nếu mà có hàng thì một ngày bác cắt được bao nhiêu ký? 10 ký. À, 10 ký. Nhà cửa thì sao bác? Nãy giờ hoàng vô hoàng chưa kịp coi gì hết á. Cho tụi con đi vòng coi cái nhà mình nha. Dạ, xin phép bác hướng dẫn tụi con đi, hướng dẫn tụi con đi. Nhà mình cũng không khác gì so với mấy cái nhà ở quanh đây, cũng có nhiều nhà giống vậy, nhưng mà đúng là lý do tại sao mà chương trình đến với nhà nhà bác đây là vì là cái hoàn cảnh trong gia đình cũng hơi đặc biệt, cũng rất là đặc biệt. Những nhà khác thì còn có lao động, còn phụ giúp được, đúng không anh? Đúng rồi. Nhà mình là coi như có một mình bác lo mọi thứ luôn. Bác là kinh tế chính trong gia đình dạ. luôn á. Dạ. Nhưng mà có hàng thì ngày mới làm được 25.000. Dạ. Mà không có hàng thì không biết tại sao không sống nổi. Ừ, đây, đây, cái bếp, cái bếp. Cái bếp. Bác, à, bác đứng không đụng hả? Đụng nha. Đụng á ha. Chỗ này là đụng đầu á. Thấp quá trời. Khói bụi bám đen hết trơn mình làm này làm không có tủ mình để cái này hay bác? Không. Để ở đây nè. Vâng. Chống chuột dán rồi là bằng cách này. Vâng. Con gà. Không gà. Thấy không gà. Dịch. Gà. Dịch xiêm. Ngang. À, ngang hả? Ngang là nó đang nằm trong ổ hả bác? Vâng, nó đang nằm ở đây ấp. Có vốn rồi đó. À, có vốn, có vốn. Có vốn. Nhưng mà cái vách đi ra, cái vách nhà mình lủng quá trời, gió nó tạt quá hả? Vậy là cái nhà bếp gì xong rồi hả Thị? Dạ xong rồi. Nhà bếp cũng không có khác gì nhà trước hết nè, thấy không? Đây bên hông nhà bác đây ha. Ừ, cái vách này nó bị hư hết trơn rồi. Vách này mưa là dột hết rồi thầy ơi. Mưa thôi không cần gió cũng dột hết luôn á. Này có ai đắp lại cho bác nhưng mà đúng không? Nhưng mà thằng con trai của bác nó đi rồi, rồi nó về nó có làm được mấy cái này cho bác không? Không. Không được luôn hả? Vâng, đi suốt. Không làm được. Đầu óc nó tỉnh táo không? Không, đi suốt rồi. Vậy thì biển vô người ta dụ lấy tiền hết sao bác? Ra đi biển vô là được đồng mua thì bố mẹ biết đồng lấy thôi. Nhưng gia đình mình sống vô nghề chính là bác làm cá. Vâng, làm cá. Chiều nay bác có làm không? Có. Giờ làm đi, giờ tụi con ở đây ha. Mình phụ bác làm đi. Nha. Mình làm nguyên một cái chỗ này nhiều vậy, chừng nào bác làm mới xong hết? À, làm một ngày mới xong. Một ngày hả bác? Vâng. Nhiêu đây là khoảng bao nhiêu ký bác? Ở đây mà đây 25 ký. Nhưng mà bác làm hết không? Hết ngày không? Không. Không hết. Ngày khác. Rồi còn thằng bé này nó vẫn làm được, con thấy là và làm rất tốt. Vâng. Nhưng mà thằng anh thì nó khù khờ rồi đi biển rồi sao bác? Lo lắm hả? Vâng, đi con đi xa đó rồi là cũng trả được cái rồi mấy chân này cũng trả được cái gì cả rồi là cũng mẹ cũng phải sai sửa. Sao bác có hai đứa con mà đều bị bệnh như nhau? À, hai đứa con thì đi hồi đi công nhân 3 năm 5 năm dạ. Cháu về trả sinh chúng bệnh sinh từ nhỏ rồi.
bẩm sinh. Mà bác đi công nhân ở đâu vậy bác? À, đi công nhân bên Lào. À, bác đi công nhân bên Lào. Vâng. Rồi lúc đó bác gặp bác trai ở đâu vậy bác? Gặp bác trai cũng ở đi thanh niên xung phong. Ở bên Lào luôn. Vâng. À. Bác có nghi là hai em bị bệnh gì không? À, cũng không biết là bị bệnh gì cả. Sao bác không có đưa đi khám bệnh à? Không có ăn, không gia đình, không có tiền. Nhiều khi mình nghĩ giống như là thời chiến tranh thì em nghĩ trường hợp nó dễ là bị chất độc da cam. À, bác hả? Vâng, không biết, không nghe ra ông bà cũng không biết là cháu nghĩ ra sao cả, từ bẩm sinh từ lúc nhỏ giờ. Bác thấy cái căn nhà này yếu đuối như vậy mà đợt vừa rồi là bão bùng nhiều lắm đó, là bác có bị không, có bị mắc bão không? Có, cũng bị mắc bão, cũng tóc tôn. Nhờ ơn bên cạnh anh em giúp đỡ. Dạ. Bác có mơ ước là một ngày nào đó có thể sửa sang lại căn nhà cho nó tươm tất để mà gia đình ở cho nó ổn định không bác hả? À, cũng nhờ ơn người chợ đó, rồi là cũng để sửa sang cái nhà với cửa cho được cối rột, cho cối phá, cho con cái cũng được. Chắc là con thấy cũng trong nhà dường như bác cũng không chia sẻ được chuyện gì với ai phải không? Vâng. Buồn vui cũng biết có một mình ha. Vâng. Làm mẹ của hai đứa con không có được may mắn như vậy, bác cũng buồn phải không? Vâng. Cũng thấy con cái trong nhà cả hai đứa con cha nhờ được, cũng nghĩ lắm, lúc cũng nghĩ cũng buồn. Tụi con đến từ chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước và hôm nay đến để thông báo với nhà mình là sẽ có một món quà tặng cho bác. Để cho Hoàng nói trước. Hoàng cũng có số quà tặng cho bác. Phải Hoàng này vô nhà trước thì Hoàng tặng quà trước đúng không? Rồi, ưu tiên. Rồi, đợi cho đem quà cho anh của anh ra. Rồi, chào bác. Đây là chút xíu quà tấm lòng của con tặng bác. Còn đây là một số áo mà con đã mua tặng cho bác trai với hai em. Con mang xuống mở ra được không? Mở ra cho em mặc thử đi. Đó, em muốn mặc áo nào? Trời ơi, áo đẹp quá. Đây đó, hồ sơ mi không là đẹp quá trời. Đây của bác trai đây. Đó. Đây. Bác ơi, con mời bác ra đây. Con mời bác ra trước nhà đi. Có anh ấy tặng quà cho gia đình của mình nè. Trên nhà này trời này rất là gia đình. Anh ấy nhất là thống ca. Trời chính nghe. Tuổi thân quá lại khóc rồi. Anh ấy quên em. Đáng quá chứ, quên nó giúp đỡ gia đình. Dạ trời, giúp đỡ cho ông bà cứ con cái trần tật. Thôi, mình thất vọng quá. Con thưa với bác, với cả hai bác luôn, với em đây nữa, là hôm nay chương trình đến đây có một món quà đặc biệt tặng gia đình mình, đó là sẽ xây căn nhà này thành một căn nhà mới để bác với hai em là ở trong căn nhà của mình được. Dạ, mời bác. Để cho nó chắc chắn bác ha, và giữ gìn bảo vệ được sức khỏe của cả nhà. Thì con thông báo như vậy và một hai hôm nữa sẽ có người đến xây nhà như là ước mơ của gia đình mình. Chúc hai bác nhiều sức khỏe. Con hy vọng là nhà món quà nhỏ này sẽ để cho bác hai em mặc thật đẹp trong ngày chúng ta bước chân vào ở ngôi nhà mới. Thưa bác ha. Cách đây 2 tuần, một đôi vợ chồng già hơn 80 tuổi đi bán nhang để sống ở Bình Dương. Rồi tuần vừa qua, một bà mẹ của 13 đứa con, 82 tuổi, nhăn nheo nghèo khổ ở Tiền Giang. Và bây giờ là một người vợ gần 70 tuổi của một người đàn ông ngơ ngác bệnh tật, người mẹ già đau khổ của hai đứa con trai
7 phần mê, 3 phần tỉnh, điên điên dại dại. Thật là đau xót để nhìn thẳng sự thật và viết ra điều này từ cuộc đời bất hạnh của bà Hạnh ở tỉnh Bình Thuận. Cứ liên tục mấy tuần nay, ta phải đối diện và chứng kiến tuổi già của nhiều nhân vật Ngôi Nhà Mơ Ước lặng lẽ hẩm hiu trôi qua một cách u buồn trong cuộc sống. Không thể nghĩ được điều gì khác hơn, không thể còn cách nào khác hơn, họ phải kéo dài cuộc đời này trong sự tồn tại cứ lụi tàn dần. Được nhìn thấy một điểm sáng đầy hy vọng vẫn là điều mà chúng tôi mong mỏi được tìm thấy trong hoàn cảnh các nhân vật của mình. Nhưng ông Tư, bà Hằng, hai người con trai của ông bà, tình cảnh này thì tôi không thể vượt qua được cái cảm giác bi quan đến tuyệt vọng. Sẽ có một ngôi nhà đầy tình người được xây dựng trên miếng đất đầy nắng và cát của xứ biển này cho những cuộc đời đau khổ và mong đã được chia sẻ và xoa dịu phần nào tuổi cực cuộc đời mà những con người này như đã bị mắc kẹt lại và phải thích nghi để mà tồn tại. Kính thưa quý vị khán giả, quả thật là chúng tôi đã đi đến và đi qua nhiều những hoàn cảnh chúng tôi cảm thấy rằng là thực sự ở họ, điều mạnh mẽ nhất động lại trong chúng ta đó là nghị lực vươn lên giữa cái nghèo khó của cuộc sống. Nhưng mà thật đau lòng khi có những gia đình mà động lại trong chúng ta, ngoài cái khổ của nghèo, nó còn có sự bất hạnh trong đó nữa. Và ở gia đình này thì có lẽ quý vị cũng biết được rằng nỗi bất hạnh là từ một gia đình cơ cực và những đứa con khi tỉnh khi mê. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác rồi, giữa sự chứng kiến và chia sẻ của rất đông đảo bà con ở đây thì một điều mới đẹp hơn đã thay đổi, hy vọng là có thể làm cho cuộc sống của họ bớt nhọc nhằn hơn. Đó là một căn nhà mới đã được xây xong, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành buổi lễ trao nhà. Các bạn thanh niên tình nguyện Mùa Hè Xanh đúng không? Nhìn trang phục của bạn thì tôi biết, nhưng mà trong cái căn nhà mới này thì các bạn đã làm gì, có thể cho mọi người được biết không? Thưa chị, dạ, ở trong căn nhà này tụi em đã góp được cái công sức là phụ chung với những người thợ xây góp công vào để làm căn nhà mơ ước này. Các bạn là người của đơn vị nào? Dạ. Các bạn từ đâu đến? Dạ, chúng em từ các huyện của tỉnh Bình Thuận về đây phối hợp với xã đoàn và phụ giúp cho căn nhà mơ ước. Cái cảm nhận của em là cảm thấy đây là một việc rất là thiết thực, rất là ý nghĩa mà để làm được một căn nhà mơ ước cho người dân khó khăn. Thì em cảm thấy là vui sướng, mà cái niềm vui của chủ nhân căn nhà cũng là niềm vui của tình nguyện của tụi em. Dạ, các bạn thanh niên tình nguyện. Vâng, thưa quý vị, một cái điều mà chúng ta nhận thấy qua việc chung tay góp sức của các bạn đó chính là sự đồng thuận của xã hội, và chúng tôi tin rằng vẫn luôn luôn có những điều đó mang đến cho những nhân vật của Ngôi Nhà Mơ Ước. Cho phép tôi xin được giới thiệu quý vị trong chương trình ngày hôm nay, trong buổi lễ trao nhà này là sự hiện diện của các vị khách quý sau đây. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Tòng, Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng, trưởng ban. Vui thêm được cái sức để chúng ta vượt lên những khó khăn, những nỗi bất hạnh của mình để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn, biến những mơ ước của mình thành hiện thực trong những thời gian tới đây. Chúng tôi cũng nghĩ rằng từ cái ngôi nhà tình nghĩa của những năm 80 đến ngôi nhà mơ ước mà hôm nay Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhà tài trợ thực hiện, thì đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Chúng tôi mong rằng cái chương trình này sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới đây để làm sao đem lại nhiều niềm vui hơn, tiếp thêm nhiều sức hơn cho những gia đình, những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhiều bất hạnh, để có được những niềm vui và thỏa được những cái điều mơ ước của mình. Cái giá trị ngôi nhà thì không lớn, nhưng mà tấm lòng đến với người nghèo, đến với những hoàn cảnh khó khăn của các nhà tài trợ, tôi cho rằng đó là không có giá. Và chúng tôi cũng xin mong rằng các nhà tài trợ trong tới đây sẽ đồng hành với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được nhiều chương trình những ngôi nhà mơ ước. Dạ, xin được cảm ơn ông rất nhiều ạ. Chúng ta vỗ tay chúc mừng cho gia đình. Gia đình cũng cảm ơn và chính quyền và địa phương và gia đình nhà trợ trợ và mình nhà thiết bị ra. Gia đình cũng cảm ơn tấm lòng của nhân dân và chị em xa gần. Dạ. Thưa gia đình, cảm ơn các chú các bác. Đến ngày nay đến gia đình ông bà cũng được ngôi nhà mơ ước để che nắng che mưa cho ông bà.
Thưa tôi xin cảm ơn. Rồi, chúng ta hiểu được là bác xúc động như thế nào khi mà cái điều mà mơ ước bấy lâu nay thì bây giờ mới được. Nhưng mà ngày hôm nay con trai lớn của bác đâu rồi? Con trai lớn đi, cháu đi biển rồi. Đi biển rồi hả? Cũng tội nghiệp quá, bữa nay không có bạn ở nhà. Vâng. Để mà nó cũng vui với gia đình. Thôi bây giờ để... Cả gia đình cũng quá lê, cho nên mà cháu cũng để đi biển. Dạ. Để kiếm ông bà, cho kiếm đồng bạc để ông bà kiếm sống. Dạ. Bây giờ nghe lãnh đạo địa phương dặn dò nhà mình nha. À, xin được trân trọng mời ông Võ Đức Hơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã La Di sẽ có lời dặn dò với dân vật của chúng ta. Đây là một đáng là đúng nghĩa của ngôi nhà mơ ước. Bởi vì cuộc sống của bà con dân vùng biển ở đây nó cũng còn nhiều khó khăn. Cái điều kiện để vươn lên xây dựng được một căn nhà thì phải nói rằng phải tốn nhiều công sức, nhiều thời gian. Thì đây thực sự là ngôi nhà mơ ước. Và đối với địa phương cũng mong rằng gia đình sẽ tiếp nhận cái căn nhà tình thương này, và cũng một lúc để che mưa che nắng và tạo điều kiện cho chúng ta có sức khỏe tốt hơn. Và đây là cái nền tảng để cho gia đình có thể vươn lên trong cuộc sống trong thời gian sắp đến. Dạ. Thì xin thay mặt địa phương xin chân thành cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn ông. Một lần nữa chúng ta sẽ chúc mừng cho gia đình bằng những chào vỗ tay thật lớn. Ông bà cũng cảm ơn các chú. Đây là món quà từ phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã La Di tặng cho gia đình mình. Xin được cảm ơn rất nhiều. Bây giờ mời mọi người vô trong nhà tham quan nhà mới của mình. Vâng. Bác ha. Xin mời mọi người. Nào ta về đây xây nên giấc mơ yên bình, cho người anh mái ấm tình đầu, cho trẻ thơ tiếng ca vui đùa, hồn nhiên bên ngôi nhà yêu. Không màu bao buồn đau sẽ hóa nụ cười, nơi tình yêu mãi luôn rạng ngời, để ngày vui hân hoan từng khúc ca bên ngôi nhà ước mơ. Một người có thể nói là cũng đã dành nhiều thời gian cho và tình cảm cho ngôi nhà mơ ước, thì ông Lê Quang Trung ngày hôm nay đến tham dự chương trình thì có lẽ là cũng đã nhiều lần cùng nhau, cùng với ekip gắn bó, thì không biết là ông có cái cảm xúc gì động lại nhiều nhất sau những lần đi như vậy ạ? Hôm nay các cái chương trình ngôi nhà mơ ước của chúng ta đi các tỉnh, đi rất là nhiều tỉnh xa. Đấy, đi miền Tây, đi Tây Nguyên, đi ra miền Trung, ra Đà Nẵng rất là nhiều. Hôm nay thì cùng với cái đoàn cổ đài cũng như mà các cơ quan đoàn thể đấy thì đi trao ngôi nhà mơ ước tại Bình Thuận. Thì đường thì khó khăn hơn, đi vất vả hơn, nhưng mà tôi nhìn thấy anh em ấy, với cái tấm lòng của mình ấy thì mình làm thì thấy cái tinh thần đôi khi nó lại còn nhiệt huyết hơn. Đấy, chứng tỏ là mình rất đồng cảm với những cái khó khăn của bà con. Đấy, thì tôi cũng như các anh ở huyện và tất cả các anh đi thì đều thấy rằng là cái chương trình này mình tiếp tục mình nhân lên và mình làm nhiều hơn nữa để cùng góp một cái sức đối với những bà con, những hoàn người mà có những khó khăn nhưng mà họ có những nghị lực rất là cao để làm sao vượt qua những khó khăn này. Và ngôi nhà mơ ước của họ sau này nhiều cái ngôi nhà xung quanh ấy, nó sẽ thành hiện thực. Dạ. Không phải mình là ngôi ước ở đây, nhưng mà ngôi nhà xung quanh nữa nó sẽ thành hiện thực trong cuộc sống của họ. Đấy, thì chúng ta cũng cùng nhau mà góp sức một tay để có nhiều ngôi nhà mơ ước nữa trong tất cả các khu vực trong cả nước. Dạ, xin được cảm ơn những phát biểu có thể nói là đầy chia sẻ và cũng đầy động viên đối với những người trực tiếp làm chương trình này. Xin được cảm ơn ông rất nhiều. Bây giờ thì gia đình chúng ta sẽ nhận quà từ các mạnh thường quân đã lặn lội đi theo từ thành phố Hồ Chí Minh đến tận đây để trao quà. Đầu tiên thì xin được mời món quà của công ty Ba Huân ạ. Xin mời cô. Xin cảm ơn gia đình, cảm ơn ạ. Nhân dịp anh chị nhận ngôi nhà mơ ước thì công ty Ba Huân chúng tôi thì có một sản phẩm đem lại tới cho anh chị dùng, và có cái món quà 3 triệu tặng cho anh chị để cải thiện cuộc sống gia đình cho ngày tốt đẹp thêm. Thôi bắt đừng có khóc nữa. Rồi nhận tiền rồi để rồi nuôi cháu đây, thấy nó cũng khờ dại, thấy tội quá. Thì mong anh chị ráng cải thiện rồi cho cháu nó đầy đủ hơn. Chứ thấy nó là... Dạ, cảm ơn rất là nhiều công ty Ba Huân. Tiếp theo là công ty Thành Tài ạ. Xin được mời quà của công ty Thành Tài.
Nay mừng hai bác có nhà mới. Công ty có món quà tặng hai bác và gửi tặng hai bác số tiền mà chữa bệnh cho các anh chị. Chúc hai bác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ông bà, xin cảm ơn. Xin được mời quà của công ty Honda ô tô Cộng Hòa. Bác có biết cái này là cái gì không? Không biết. Không biết. Chúng tôi thì rất là cảm động nghe hoàn cảnh của gia đình. Chúng tôi cũng rất là mừng đến đây chia sẻ cái ngày vui ngày hôm nay. Thì cái món quà hôm nay tôi nghĩ là không có giá. Và cái giá ở đây là cái tình nghĩa và cái tinh thần của nhà làm phim, nhà tài trợ và tất cả mọi người cũng như là địa phương. Thì xin đóng góp. Thì chúc mừng gia đình. Tôi nghĩ là cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Dạ, xin được cảm ơn ông rất nhiều. Tiếp theo là món quà của công ty Bút Bi Bến Nghé. Kính thưa hai bác, con đến từ công ty văn phòng phẩm là Bút Bi Bến Nghé. Thì hôm nay con rất là hân hạnh được đến để mà thăm hai bác và gia đình và có một số món quà nhỏ. Xin cảm ơn chú. Rồi, xin cảm ơn. Ngoài ra thì còn có món quà của địa phương nữa, của xã Tân Phước tặng cho nhà mình. Xin được mời ông. Tôi yêu thành phố. Chúng ta thấy là quả thật là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta thấy là nhân vật của chúng ta quá là xúc động đi với những tình cảm và yêu thương của mọi người dành cho mình, và chúng ta cũng cầu mong cho họ ngày hôm nay sẽ là một dấu mốc quan trọng để họ có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn trong những ngày sắp tới, mà khởi đầu là những món quà và căn nhà mà được xây nên bằng tình yêu thương của tất cả mọi người. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự tài trợ của công ty thép Pomina xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Đi nhiều, ròng rã nhiều với người nghèo và những mảng đời bất hạnh. Những tưởng đã cứng cáp đến chai sần mọi cảm xúc. Nhưng trước gương mặt khổ đau và ràn rụa nước mắt của người mẹ già này, chúng tôi không đủ dũng khí để đối diện. Dường như ta đã quá may mắn để rồi phải rùng mình khi chứng kiến quanh đây có không ít những cuộc đời cay nghiệt. Ta tự hỏi làm sao mà họ có thể sống. Vậy nên không có gì là bế tắc, không có gì là đường cùng cả. Người vợ, người mẹ già nua này đã lay lắt chống đỡ với cuộc đời mà bảo vệ gìn giữ sự sống cho những người thân của bà trong ngôi nhà này. Bà không kêu ca, không than vang, bà lặng im nhưng bền lòng đến xót xa. Nước mắt và nụ cười quay lại, đời bà vẫn đó, ông Tư bệnh tật lắc lay, vẫn đó hai người con trai dở khùng dở dài. Quay lại, tuổi già vẫn lao nhọc mưu sinh bằng tất cả trí nhớ và sức khỏe mỏi mòn còn lại. Món quà hôm nay, căn nhà và những món tiền vật chất, bà Hành cũng chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng nó là thực, xin hãy đón nhận điểm tựa này để hiểu đời bà và gia đình này không tuyệt vọng. Chuyện không của riêng ai xin hân hạnh chào đón quý vị khán giả. Chương trình Chuyện không của riêng ai được phát sóng vào lúc 20:20 vào thứ bảy trên kênh HTV7. Và chương trình được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện.
máy đầy đủ mà không có ai hết. Ôi, máy đang chạy nữa, tranh thủ thôi. Đó, đó, coi đất, coi đất, về đỡ, đỡ tốn tiền quảng cáo luôn nè. Coi đất đây. Nhìn gì, nhìn gì, nhìn gì? Anh làm gì vậy? Co, kiếm thêm. Không có trong kịch bản. Thì đúng rồi, tranh thủ, mình tranh thủ. Đây nè, lên khỏi quảng cáo, sẵn luôn. Là anh? Ừ. Anh làm cho anh? Ừ, đúng rồi. Gì? Ghi thêm vô đây nè. Tại sao? Hoàng Sơn. Anh dám ghi không? Tôi chắc là dám nhờ quý vị khán giả là cho anh luôn 15 phút. Sao? Để anh quảng cáo luôn cho tiền. Mình còn lưu động mà. Chưa thấy ai, chỉ thấy mỗi mình anh thôi. Sao không có? Trời ơi nè, tôi nói cho Tùng biết nha. Không phải giỡn đâu, mình làm vậy đỡ lắm. Đỡ tốn tiền lắm. Thứ nhất là không thuê mặt bằng, đúng không? Khỏi đặt văn phòng. Văn phòng chi cho mình tốn tiền thuê mặt bằng, tốn tiền thuê nhân viên nữa, chi cho cực khổ. Còn cái thứ ba anh chưa nói. Trốn thuê? Không phải. Anh khỏi ra khỏi phim trường này luôn. Sao vậy? Vì có người bắt anh khẩn cấp. Ơi, không dám đâu. Thì xin lỗi. Không? Nè, anh hỏi quý vị đi. Không dám đâu, xin lỗi Tùng nha. Bây giờ á, tại vì Tùng không có biết chứ thiếu gì người làm. Tôi thấy tao làm nhiều lắm. Ừ. Tôi chỉ mới thấy anh bắt đầu học cách làm thôi chứ tôi chưa thấy người nào làm như vậy. Nè, muốn biết phải không? Bắt đầu nè, theo dõi nè, coi là biết. Đó. Ủa dữ ta. Nhà anh, nhà em cánh hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Đói quá hát cũng không có hơi nổi. Chủ quán ơi, cái chai sắp bị chủ quán ơi. Trời đất ơi, quán xá gì đâu hết trơn rồi trời. Vậy đó chị. Chị vô quán này quán là đặc biệt lắm nha. Chị cái việc vô lấy nước mà chị muốn uống, xong rồi tự trả tiền, xong rồi tự đi về luôn. Trời, thiệt vậy hả? Thiệt mà, quán này đặc biệt mà. Thì xá xỉ đâu, nói đi, tôi tự đi vô tôi lấy. Thì ở trong trọng á, vô lấy uống đi. Trời đất ơi, quán xá gì kỳ cục vậy trời. Ui, dậy bán nè chị ơi. Trời ơi, chủ quán gì ngủ hoài vậy? Trời nè, trời ơi, mệt mấy ba mấy má này quá đi vậy đó. Ngày nào muốn ở trong đây nè, vô trong lấy giùm con ấy đi. Trời ơi, con thiếu không đặt kêu tôi dậy lấy lum lum la trời nữa. Trời đất ơi, mệt ghê nôi vậy mày. Hồi tôi ở đâu chỉ đi tôi lấy. Ủa, không phải người quen hả? Dạ dạ, không dạ, phải dạ. Người quen dạ, dạ. Xin lỗi chị, tại mấy con quỷ kia nó uống thiếu không em tưởng nó vô uống. Hả? Trời đất, lạ mà quen, quen mà lạ. Mày không nhớ tao hả? Hương mụn quá không? Trời đất ơi. Trời ơi, con Lan ù đây hả? Trời ơi, lâu quá mới gặp, khỏe không mày? Trời đất ơi, hồi xưa mày nói mụn nhiều quá thì sao giờ mặt mày đẹp dữ vậy? Kêu mày là hương mụn không mày không nhớ hả? Đất ơi. Ủa ai vậy? Quen hả? Quen. Học cấp 3 chung đạo. Trời vậy đó. Mà nãy kêu tôi tự vô lấy xá xị thiệt tình chủ quán. Rồi đó nó xấu lắm, ganh tị sách mẹ tôi hoài à. Hổng chơi đẹp vậy. Lấy cho tao trái dừa. Ngồi đi tao uống, lấy trái dừa cho mày nghe không. Quỷ anh về lắm. Trời ơi, con này cũng nhí nhảnh như hồi nào à. Ê, bà vừa phải thôi nha bà. Tôi đi về bà hồi nào bà. Trời ơi, tưởng mình có giá lắm. Bà nội là bà tự tin thấy ớn thiệt. Mày còn sao? Tao chán lắm mày. Chán ơi. Chán gì? Tao bỏ chồng rồi mày ơi. Hả? Bỏ chồng? Thằng nào? Sao vậy? Sao vậy? Sao bỏ thằng chồng? Thằng nào? Mày bỏ thằng nào? Thì ông Tâm chồng tao đó. Trời ơi, Tâm hả? Trời đất ơi, sao bỏ ông khù khờ? Con thấy ông dễ thương, cũng thương mày quá mà. Không dám khù khờ đâu mày. Lù lù chứ dắt cái lu chạy đó à. Ôm hết tiền của tao theo vợ bé rồi. Trời ơi, nhắc tới tao còn tức thêm nữa. Đời tao giờ vô đường cùng rồi. Chuyến này hả, tao quyết làm để đổi đời. Nhất định phải làm giàu cho bằng được. Đúng rồi chị, nhất định phải đổi đời. Làm giàu? Mà bằng cách nào chị? Mà làm bằng gì? Buôn bán bất động sản. Trời ơi, mày tính làm tỷ phú hả? Trời ơi, mà tao nhớ hồi đó mày học thú y mà.
đâu có liên quan dính dáng tới xây dựng đâu mà làm kinh doanh bất động sản dìm lum vậy bà. Trời ơi, thú y gì thú y thì cũng em biết rồi, em biết, em hiểu rồi. Hay là chị mua bán bất động sản mấy cái ô đất mà cho heo ở hay gà vịt đồ ở phải không? Ơi, ai muốn mua nhà kiếm tôi, ai muốn bán nhà kiếm tôi. Trời ơi. Thôi cái đó tôi nghe là giàu dữ lắm nha chị. Không cần bằng cấp cũng có thể thành đại gia như thường. Quan trọng là cái miệng của mình đây nè. Tao có cái miệng. Lúc này á, nhà đất á đang lên cơn sốt. Đất quận 7, quận 9 lúc này có giá dữ lắm, ai cũng muốn mua đất ở đây hết trơn á. Cho nên á tao định làm cò môi giới mua bán đất. Trời. Cò? Tưởng mày làm gì trong kinh doanh bất động sản ai về làm cò, không có kinh mà là cò hả? À? Thì cò trước kinh sao? Đúng rồi. Quan trọng là thời gian thôi. Đúng rồi. Thôi đi. Trời đất ơi, tao nghe nói là muốn làm cò đâu phải dễ đâu mày. Phải có vốn nè, và phải có kinh nghiệm nữa. Chứ không biết gì về đất đai là không có được đâu á. Trời ơi, bà lạc hậu quá bà ơi. Thời bữa giờ làm còi môi giới không có cần một đồng vốn nào á, cũng không cần lập công ty. Miễn có cái này là ok đây. Có cái gì chị? Cái này. Vốn của tao đây. Trời ơi. Môi giới mua bán nhà đất. Chính xác. Tự vốn gì kỳ vậy? Chính xác. Bây giờ á, tao chỉ cần mày giúp tao chuyện nhỏ xíu thôi đây nè. Trời ơi, chuyện nhỏ. Đúng. Mày khách sáo quá. Mấy năm mới gặp mình, nó giúp đỡ chuyện nhỏ thì mà nó hỏi mình. Chuyện trời lớn ơi, mình cũng giúp luôn mà. Đây chị là sao? Quan trọng là chị nổi tiếng, chị sống tình nghĩa. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, giúp đỡ hết mọi người em luôn. Em biết tính chị mà. Đúng rồi, nó hiểu đến tao nhất mày hiểu. Dạ, mày... chị ba em rất là hiểu tính. Chị ba, ngày mai chị cho em thiếu thêm mấy ly cà phê nữa nha. Mày tính tao giúp cái gì? Nói đi, giúp cái gì? Tao định mượn mày tiền phải không? Quên đi nha. Thấy chưa, biết ngay. Trời tao ơi bà ơi, bà sao bà tà lanh tà lẹt đó bà ơi. Phải đâu, cái nào đi. Tao nói tao mượn tiền mày hồi nào. Không, bây giờ sợ mất lòng bạn bè mày không? Mất lòng bạn bè nên là tiền là tao không có rồi, mày mượn cái khác đi. Con này đó, tao nói tao không có mượn tiền. Rồi mượn tao chỉ muốn mượn mày một cây. Cái cây gì? Cây vàng hả? Trời ơi, không có tiền mượn tới cây vàng. Phải cây vàng bà không? Bà ơi, bà tà lanh tà lẹt bà ơi, cây gì? Cây cột nhà mày đây nè, cây cột của cái quán mày đây nè. Má mượn cây cột chi ta? Để tao treo cái bảng này lên. Mày chỉ cần treo cái tấm bảng này lên là bắt đầu được liền luôn vậy đó hả? Chính xác. Người ta? Thì người ta đi qua, người ta đi lại, người ta muốn mua nhà, mua đất, thì người ta vô đây gặp tao. Đó, tao dắt người ta đi coi, đi tới gặp chủ nhà, chủ đất. Hai bên thương lượng, nếu mà đồng ý thì cho tao tiền quê hồng. Vô nhiều lắm nha mày, cũng từ mấy triệu tới vài chục triệu đó nha mày. Khỏe re mày ơi. Trời đất ơi, không có được đâu á. Mày không biết chứ, cái quán tao nè, hôm qua cán bộ xuống kiểm tra phạt tao 200.000 vì không có đăng ký kinh doanh đó, mày hiểu không? Trời, quán mày bị phạt hả? Họ biểu tao là đăng ký kinh doanh hộ cá thể, còn mày là kinh doanh bất động sản. Nói chung là hả, làm kinh doanh là làm ăn lớn gì đó là mình phải đi đăng ký, mày hiểu không? Không đăng ký là bị phạt. Ôi nhưng mà chuyện này với chuyện kia khác chứ chị ba. Chứ em theo em biết nha, nói sẵn nói cho hai chị biết luôn, tại sao mà bắt